Thôi, mình chào tất cả các bạn nha. Đó, thì hôm nay mình tiếp tục đi bắt dế nha các bạn. Đó, đây cuối tuần nữa nè. Ở dưới là chỗ mình cũng mưa mấy trận mưa lớn nè bạn thấy không? Có mấy vũng nước nè. Đó, đất thì ướt ẩm hết rồi. Đó, thì hôm nay mình đi tìm dế bắt nha các bạn. Mà giờ này ra thì không nghe con nào gáy các bạn. Năm nhiêu mấy mà kỳ quá. Đó. Đó, mình đi vô vũng dẫn đi với nhóc mình luôn nè. Nó đang đi đằng kia. Đó, rồi thì mình tiếp tục hành trình đây mình đi bắt dế nha các bạn ha. Rồi bữa nay mình bắt được những con dế như thế nào nữa thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Đó, đây chỗ bữa nè. Đó, mưa ướt rồi nè nhưng mà không có nghe dế gáy. Thôi giờ mình ngồi đây mình gìn ha, gìn coi có tiếng dế gáy thì mình lần theo mình bắt rồi mình quay cho các bạn xem nha. Đó, đây khu đất này bữa nay ướt nhẹp luôn nè, bạn thấy không? Đó, cỏ thì xanh tươi nè, rất là đẹp luôn. Rồi bữa nay mình đi sẽ đi nha các bạn. Ngày này có con đang gáy nha các bạn, gáy bắt cặp các bạn, mà mình ngồi sát quá nó ngừng gáy rồi các bạn ơi. Đó, nó không có gáy nè, con này nhát quá. Thường thường gáy bắt cặp mà nó gáy dữ lắm các bạn. Mình giặt cho luôn nha các bạn. Giặt tìm luôn nha các bạn. Có đó, khó tìm quá, con này nhét quá. Nó muốn quá trời luôn các bạn. Thấy hang gì ta? Có trong một cạch trong ta. Không có đèn xô vô nữa. Ê có bạn ơi. Đây nè, đây nè. Trong gạch này nè các bạn. Trong gạch nha các bạn. Nè mình thấy chân dế rồi mà tối quá, để mình lên mình trút ra mình bắt nha các bạn. Đây nè, biết coi dế chưa, dế trống dưới mái trong đây nè các bạn. Mình thấy trong lỗ gạch rồi luôn rồi nha. Để mình kiếm cái chỗ nào trống trống mình trút ra, chỗ trút đây là nó nhảy mất liền. Rồi mình tìm được cái chỗ trống trống nè các bạn, trống trải nè. Đó, trút ra dễ bắt nha các bạn. Đây nè, nó nằm trong đây nè, chục là đó đó, bạn thấy không nè, viên cặp dế luôn nè, dế trống bự ghê chưa nè, dưới máy nữa, mình bắt được dế trống mà dưới máy nè, hai con luôn, ở dế trống dưới trước rồi đã, dưới máy có một giò bạn ơi, sơn dế trống than đẹp ghê các bạn, ở đầu bự ghê luôn nè, đó đã ghê chưa các bạn, dế trống than nè, ui hai đầu dài nè, cái đầu bự ghê chưa các bạn, ui con này đã quá. Đó, con dưới máy thì một giò à, nó nằm trong cái lỗ gạch nè các bạn. Cái cọ nó chắc hết rồi, cặp à, mình nghe đang bắt cặp mà. Đó, bạn thấy không, dưới máy có một giò tiết ghê luôn, gãy bắt luôn nha các bạn. Bữa giờ có rất là nhiều bạn hỏi mình sao không bắt dế về nuôi sinh sản mà. Đó, thì hôm nay mình bắt luôn nha các bạn. Đó, coi có bạn nào cần dế sinh sản thì mình tặng ha. Đó, bạn thấy dế chế chấm hay không, quá đã luôn. Bỏ mấy cục cỏ vô cái cỏ vô cho nó mát, chứ là dế đá về nhà mình có cỏ mình cho nó ăn luôn, chiều mình cho nó ăn cỏ mà. Thôi bây giờ mình đi tìm tiếp ha các bạn ha. Rồi có bắt dế tiếp nữa thì mình sẽ quay tiếp cho bạn xem nha. Đây là cặp dế đầu tiên mình nha các bạn, con này bắt cặp cái nhỏ quá ha. Rồi mình đi nha các bạn. Đầu túi dùng kia con nó đang gáy các bạn. Mình đi qua đây nè, mấy cái đá nè nó sột sẹt sẹt, nó ngưng gáy các bạn. Dế chỗ này giờ khá nhát ghê luôn các bạn. Đó, đầu trong đây nè. Đó, chả biết chỗ nào luôn á. Nghi đâu đây vòng vòng đây thôi à. Không có hang, cỏ này thì thấp lắm. Có mấy con lô gạch nữa nè. Có không? Không có nè các bạn. Tối quá. Đó, chỉnh đồ sáng lên xíu, tối quá không có rồi. Đây, đây còn cục gạch nữa nè, có không đây? Đây có con gì nè các bạn, chưa thấy nhìn kỹ nữa, đem ra ngoài đây sáng sáng nha. Thấy có con nhúc nhích trong cục gạch nè, đây có con dế các bạn ơi, nè nhỏ à, bạn thấy không nè,
ở trong đây nè. Đó, bên lỗ gạch bên tay trái các bạn thấy không? Đó, đó nhỏ xíu các bạn thấy không? Chút bà thử nha. Con này. Ơi, văng ra đây nè các bạn. Nhỏ xíu rồi dốt tiêu các bạn. Bắt luôn. Dốt tiêu. Vậy thì khá nhát luôn, nhỏ xíu rồi. À, nằm trong lỗ gạch nè các bạn. Hồi nãy giờ bắt được to trong lỗ gạch không ta? Nãy cái cặp kia thì ở trong lỗ gạch đang bắt cặp, con dế đang ghé từ xa luôn. Mình hên đi tới mình dạch thì thấy khỏi cái cỏ thấp quá. Đây là một con dế nhỏ nha các bạn. Rồi bắt luôn nha các bạn. Đây. Rồi để mình đi tới chỗ mình để xe mình lấy cái hộp nha, mình đi tuốt kia luôn. Đó, để xe tuốt kia các bạn. Đó, đây. Rồi lại tuốt đặng mình lấy cái hộp đó nha. Đây các bạn. Và có con này ghé đầu sau lưng mình. Nè, để mình cất cái con này nha các bạn. Đây. Dốc tiêu à. Ê, bất cứ cỏ, ngừng cái à. Dễ này nhát ghê luôn các bạn. Mình động đậy một đậy xíu là nó ngưng gáy à. Đây, dế ốc tiêu nha các bạn, con thứ hai nha. Đó, rồi giờ để mình đi tìm tiếp bắt con sau lưng mình nãy gáy mà từ xa quá mình chưa biết xác định nữa. Mình đi đè đặng đắng coi nha các bạn. Đó, cái con nãy nó gáy nè các bạn. Đâu đây nha các bạn. Mình nói chuyện cho nó ngưng gáy à. Đó, giờ mình dạch luôn nha. Coi có hang, hóc gì không nha các bạn. Cỏ này cao quá. Có hang dùng nha. Đây dạ. Cỏ cao quá. Con này gái khá lớn luôn các bạn. Có hang gì không đây? Đây đây có cái hang nè các bạn ơi. Đây nè. Cái hang này nè các bạn. Này, hang dế nha. Đó cái hang nha các bạn. Tôi có nó nha các bạn. Đó, ủa con dế. Dế bự quá các bạn ơi. Đây nè. Ui. Đây nè các bạn, dế hang nè. Cò luôn nè, cái đầu bự ghê chưa. Dế này nè các bạn. Để coi còn nữa không nha các bạn. Đó, các bạn. Đã ghê chưa. Nè hang nó đâu bạn, shit quá trời luôn nè. Đó, nè nó ăn đây nè. Nghĩ chắc không có, không còn đâu. Đây có dế, khi nào nó cá bắt cặp mới có dế mái. Này nó gái nè, nó gái gọi mái mà các bạn. Nè hang nó ăn nè. Nó vòng qua đây nè các bạn. Ủa, to kìa chưa. Lên kêu nhóc mình lấy cái hũ nha. Tên lên lấy hũ tên ơi. Đây, dế than nha các bạn. Đây, đâu hũ đâu. Đây, cái hũ bỏ đây nè, bỏ đây nè. Cái chỗ đó khó quay. Đây. Ủa dưới than đã chưa, hai câu dài luôn đẹp. Ôi trời ơi, con này có câu ngắn câu dài các bạn ơi. Hai câu rồi, câu ngắn câu dài khủng quá, to ghê luôn nè các bạn. Lấy cỏ bỏ vô. Đây một con dế trống nha các bạn. Đây coi tìm coi còn nữa không, mà em nghe đâu đây nó gái giống như nó đá lộn cái gì đó. Đây nè, còn con nữa các bạn. Bây giờ mình nói có dế nè. Đây nè. Đây nè. Tối quá, tối quá. Đây nè, nằm dưới đây nè. Giống như nãy đang đá dành hang nha các bạn. Đây. Tìm một con nè các bạn, thấy không? Giống như nãy nó đang đá dành hang các bạn. Cái con này nó chui vô con kia nó gáy các bạn. Cái trong hang. Rồi con này gâu cũng không được đẹp nữa các bạn. Đó, mình nghi lắm mà. Con này chui vô định chiếm hang của cái con nãy nó gáy lên các bạn. Đây. Đi lấy thêm cái hũ tiên ơi. Đâu đâu, hũ đâu. Đây. Ôi, thấy chưa các bạn? Mình nghi nãy nó đang đá mà. Đó, còn dưới than nữa mà con này không có đẹp, con này cái tướng thì nó không có được thon, cái đầu nó thon quá, cái đầu nó không có to, mà gâu thì cục quá. Kệ bắt luôn các bạn, dế đầu mùa mà. Có nhiêu bắt nhiêu, hũ nhỏ rồi tên, nó đâu lớn hả? Trời. Ôi vô, hỏi mấy con cỏ vô. Rồi. Giờ này, hiếm dế gáy quá. Chỗ mình mua nhiều mà mấy bữa nay sao dế ít quá.
Đó, đây, đâu con nãy rồi. Ê, đây 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 đây, nắp con này lại đây. Nó nhảy nhảy ghê quá, hũ nhỏ quá. Đây con này mới ngon nữa các bạn, này to nè. Đó, hai con nha các bạn. Rồi giờ đây mình đi tìm tiếp mình bắt coi, quay có dế bắt rồi quay cho các bạn xem nha. Rồi các bạn ơi, tình hình là bây giờ trời nắng lên nữa các bạn. Nè, dế nó không có gáy nữa các bạn. Mình tìm nãy giờ cũng không có con nào đó. À, giờ nhóc mình nó đói bụng rồi. Đi từ 5 mấy giờ sáng giờ 8 giờ hơn rồi. Giờ nó đói bụng rồi. Đó, giờ mình sẽ quay cái chỗ dế bữa nay mình bắt được cho các bạn xem nha. Đó, nay bắt cũng được ok. Đó, đây chỗ mình bắt đã các bạn. Đó, mưa nhiều mà cũng có dế ít quá. Để hôm khác mình đi tìm tiếp mình bắt mình quay cho các bạn xem ha. Thì bây giờ mình sẽ quay những con dế bữa nay mình bắt được cho các bạn xem nha. Đây các bạn, đây là số dế mà mình bắt được hôm nay nữa các bạn. Đó, đây là cái cặp dế đầu tiên nè. Đó, dế than đầu tiên mình bắt nè, lúc đang bắt cặp các bạn. Đó, với lại cái con dế này dế ốc tiêu ha. Đó, hai con dế than nãy mình nó đang cứ đang đá dành hang các bạn. Thì mình vô mình bắt được nè. Đó, đây cặp hai con dế than nè. Mà hai con này râu không đẹp, đứt hết râu rồi, chỉ có con này nè. Con đầu tiên mình bắt nè. Đó, râu đã ghê luôn các bạn. Đó, đầu cũng to nữa nè. Mình nó nghe thọ nhỏ nè. Con này dế ngon nữa các bạn. Đó, vậy là thằng nhóc mình nó bắt được một cặp à. Nhưng mà cái cặp dế nó bắt thì con dế trống thì nó bị có một giò, các bạn thấy không? Đó, dế mái thì cái bụng khá là to nè, bự quá trời bự luôn. Đó, thì bữa nay mình bắt coi tổng cộng mình với con mình nó bắt được 5 con dế trống ha, 2 con dế mái. Đó, đây tổng cộng bộ số dế mình bắt nè các bạn. Đó, đó thì thôi bây giờ mình đi về ha, mình mua đồ ăn cho con mình cái. Đây trời cũng khá là nắng rồi, trưa rồi. Đó, đây buổi kết quả bữa nay nha các bạn. Đó, 5 con dế trống, 2 con dế mái. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Ha, mình cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Các bạn coi video thấy hay thì cho mình một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.